cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ giám sát hoạt động của mặt trời cảnh báo rằng cơn bão địa tử lớn nhất tấn công trái đất trong hai thập kỷ qua sẽ tiếp tục kéo dài đến chủ nhật, đe dọa liên lạc vô tuyến, GPS và vệ tinh cũng như tạo ra cực quang ở các khu vực vốn không thường xuyên chứng kiến hiện tượng thiên văn này. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ gọi đây là sự kiện cực đoan và cho biết sự kiện cuối cùng có quy mô tương tự xảy ra vào tháng 10 năm 2003 làm hư hại hệ thống điện ở Thụy Điển và Nam Phi. NOAA cho biết cơn bão địa tử có thể xảy ra vào cuối tuần. Nguyên nhân là do cụm vết đen mặt trời phức tạp có đường kính gấp 17 lần đường kính trái đất gây ra.